Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo VN và xin được chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, trước hết thì Hoàng Tuấn xin cáo lỗi là quý vị gửi bài vở rất nhiều. Nhưng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dành nhiều thời giờ để nói về cái chuyện 30 tháng 4. Thì chúng tôi xin lượt qua một vài lá thư thôi. Có một người gửi là nó như thế này: xem qua YouTube cuộc diễn binh ngày 30 tháng 4 ở thành phố Sài Gòn, thấy có nhiều chuyện bị bợm cười đến nước mắt. Bà Trưng ngồi trên xe chở rác với voi giả và chỉ có một bà thôi. Còn dân quân thì trai giả gái đội khăn mỏ quả. Thưa quý vị, cái hình ảnh mà con voi giả thì chúng tôi thấy có bốn cái bánh xe ở dưới á. Hồi trước quý vị thấy ngày nhiều người ta quan sát, ta nhận xét là cái xe giả đó, đó cái con voi giả đó là nguyên thủy của nó là một cái xe chở rác. Nghe nói người ta như thế thì người ta cũng tôn trọng lịch sử chứ ha. Cái văn hóa xã hội chủ nghĩa cũng hay đó. Có một cháu hỏi là ở bên Mỹ có xài hộ khẩu không, và khi xa nhà có phải đăng ký tạm trú tạm vắng như Việt Nam không? Ở xứ Mỹ này nó kìm kẹp ghê lắm cháu. Cho nên là ai muốn tới, tớ muốn đi, đi chả bây giờ nó hỏi cả. Còn tôi có một người anh họ từ Việt Nam đi du lịch sang. Thì sang tới nơi, việc đầu tiên là nói, bây giờ mình phải đi trình báo với địa phương. Nói không anh ạ. À. Ủa vậy hả? Nói rồi mai mốt mình đi chỗ khác. Nói không anh, cái việc đi thoải mái. Anh cứ đi khắp nước Mỹ cũng được. Khi nào hết hạn thì anh về Việt Nam. Ngạc nhiên vô cùng. Mới thấy được cái độc lập tự do của Việt Nam và cái sự kìm kẹp của đế quốc Mỹ nó khác nhau. Nó có điểm khác biệt rất là lớn. Rồi có một cháu có để tên mà chúng tôi xin phép không đọc tên của cháu. Là con em gạo cội của đảng, với gia đình gần chục người là đảng viên, đến cháu thì không được vào. Lúc đầu thì cháu cũng thất vọng lắm, nhưng từ cái vụ giàn khoan HD981, cháu vô tình xem chương trình của các chú và từ đó đến nay chưa bỏ phần nào cả. Có lẽ cháu nên cảm ơn cái giàn khoan của Trung Quốc, vì từ đó cháu mới biết được rất nhiều về cái xã hội này, về cái đảng Cộng sản thối nát này. Rồi chúng tôi có một vài lá thư như vậy thôi. Và chúng tôi xin một lần nữa xin cáo lỗi là bài vở quý vị gửi nhiều lắm mà chúng tôi không có đủ thời giờ, xin quý vị thông cảm. Xin mời Nguyên Khôi. Dạ vâng, chúng tôi đọc báo giáo dục .net có một cái bài có tên là Tinh thần Đại thắng mùa xuân năm 1975 bất diệt. Thì đây là một cái bài diễn văn của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trong cái ngày gọi là ngày lịch sử đó, thưa quý vị. Thì thưa đồng bào, đồng chí và quý vị đại biểu của anh Hoàng Tuấn, một đoạn như sau. Sau khi kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Việt Nam có quyền thực hiện khát vọng thiêng liêng của mình là được sống trong một đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do, hạnh phúc và có quan hệ bình đẳng hữu nghị với tất cả các quốc gia trên thế giới. Nhưng đế quốc Mỹ đang ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mỹ, đàn áp tàn bạo cách mạng miền Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại khốc liệt ở miền Bắc. Chúng đã gây ra biết bao tội ác dã man, vân vân và vân vân. Thì thưa quý vị, chúng tôi thấy là cái đoạn này là mấu chốt của cái bài diễn văn. Nói như thế em sẽ mất lòng thông gia. Ông Thủ tướng à? Thông gia thì... đang ở Mỹ phải không ạ? Nhưng mà cái vấn đề ở đây là thưa quý vị, ông Thủ tướng, một viên chức cao cấp của chế độ, hàng đầu của chế độ, mà mở miệng ra có lối láo như thế này 40 năm sau rồi, bây giờ cả thế giới người ta nhìn vào, mọi người biết cái sự thật lịch sử nó như thế nào rồi, mà vẫn còn có gọi là cái không một quên cả cái sĩ diện của mình, mày chơi chán bóng rồi mà nói láo như vậy, nói một cách rất là gian trá. Thì ai cũng biết thưa quý vị là sau khi Hiệp định Geneva ký kết thì là đất Việt Nam chia đôi thành hai bên, mặc dù chính phủ ở miền Nam Việt Nam không có ký vào cái hiệp định Geneva đó, nhưng mà đó là thực tế lịch sử chia đôi hai bên miền Nam và miền Bắc. Thì anh miền Bắc anh muốn chơi với ai, anh chơi cái đó quyền của anh. Anh chơi với Liên Xô, anh bè bạn với lại các nước Đông Âu, anh bè bạn với Trung Quốc, anh bè bạn với lại Bắc Hàn, anh bè bạn với cái đó quyền của anh. Còn bên miền Nam thì người ta chơi với Pháp, với Mỹ, với Đức, nó giúp người ta thì người ta chơi với nó. Thì cái đó là quyền của người ta, đâu có ai cấm cản ai được, phải không ạ? Đâu phải là vì Việt Nam, miền Nam chơi với Mỹ mà anh quay xâm chiếm miền Nam. Rồi cái mà gian trá nhất đó là trong cái này là đế quốc Mỹ đang ngang nhìn áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mỹ, cho nên mới có cái cuộc chiến để mà giải phóng miền Nam. Thực sự ra thưa quý vị, đến năm 60 thì là mấy ông cộng sản miền Bắc đã có cái âm mưu, thực sự đã có âm mưu ngay từ trước năm 1954 rồi. Nhưng mà đến năm 1960 thì mấy ông thành lập mặt trận giải phóng, là bắt đầu phát động cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, rõ ràng như vậy. Rồi cái đám thổ phỉ đó, phỉ mà thành phố miền Nam đó. Và chính vì cái nguyên nhân đó mà nó mới xảy ra cái cuộc chiến tranh, và từ khi mà cái cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam như vậy,
mới có cái chuyện mà Mỹ đưa quân Việt Nam theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa để giúp, để chống lại cái sự xâm lăng của Bắc Việt, vì lúc đó Bắc Việt là được cái sự yểm trợ rất là tối đa của Cộng sản quốc tế. Ai không biết cái chuyện đó cả, thực tế bây giờ mọi người đều biết cái chuyện đó, nó rõ ràng như vậy. Mà giờ này ông vẫn đánh lập lừng lĩnh là con đèn, ông nói ông đổ tội cho Mỹ hết, cái gì cũng Mỹ, cái gì cũng Mỹ, cái gì cũng Mỹ, cái gì cũng Mỹ hết. Cái gì cũng đổ cho Mỹ. Yeah. Bây giờ rồi nghèo đói thì đi xin qua cũng qua Mỹ xin. Cái gì cũng đổ cho Mỹ à? Kỳ quá. Kỳ cục quá. À. Con cũng gả đi Mỹ à? Cái gì, cái thằng Mỹ này cái gì cũng dính vô. Nhiều chuyện quá. Tôi còn một bài nữa nhưng mà hay lắm, nhưng mà để anh Hoàng Tuấn đọc bài khác đã. Thì thưa quý vị, chúng tôi có một bài báo trên vov.vn, có nghĩa là Voice of Việt Nam đó ha. 30 tháng 4 là đại thắng vinh quang và đường hoàng của cả dân tộc. Thế nhưng một số người ở hải ngoại vẫn chưa thấu hiểu điều này. Cứ đến dịp lễ 30 tháng 4 hàng năm, người dân Việt Nam lại phấn khởi kỷ niệm chiến thắng chung của toàn dân tộc trước các thế lực ngoại xâm. Chiến thắng vĩ đại đã giúp non sông thu về một mối. Chiến thắng này đã nối tiếp chiến thắng của Điện Biên Phủ, cũng như các chiến thắng hào hùng khác của cha ông ta từ thời bà Trưng, bà Triệu, Ngô Quyền. Mặc dù vậy, một bộ phận nhỏ người... Nhưng có nói là sau khi mà chiến thắng xong, 75 mà chiến thắng xong á, thì cả nước đi xuống hố, cả nút với nhau, có nói cái câu đó không ai? Không, cái đó là, cái phần đó là nó không nằm trong cương lĩnh của đảng. Ha. Mặc dù vậy, một bộ phận nhỏ người gốc Việt sống ở nước ngoài lại hậm hực. Có dịp 30 tháng 4 là ngày hận, là tháng đen và tổ chức kỷ niệm sự kiện này theo cách riêng của họ. Có lẽ do chưa thấm hết lịch sử Việt Nam hoặc bị các thế lực khách ám nào đó lừa phỉnh, nên họ vẫn coi cuộc kháng chiến chống Mỹ như một cuộc nội chiến. Theo họ, cái chính thể mang tên Việt Nam Cộng Hòa là hoàn toàn hợp pháp và sự sụp đổ của chế độ đó là do sự cưỡng chiếm từ miền Bắc. Trước các luận điệu hoặc là ngộ nhận này, chúng ta cần nhìn lại lịch sử và làm cuộc giải phẫu chế độ Việt Nam Cộng Hòa cùng hai công cụ bạo lực của nó là Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa để thấy rõ bản chất của nó và những sự thật mười mươi. Tức là sau đó là một cái bài rất là dài. Nói xấu miền Nam, đó là miền Nam Việt Nam đã vi phạm Hiệp định Geneva năm 1954 và đúng ra có cuộc tổng tuyển cử năm 1956. Nhưng mà miền Nam Việt Nam mà cái người đại diện lúc đó là Tổng thống Ngô Đình Diệm là đã dùng cái mưu hèn kế bẩn để né tránh cuộc tổng tuyển cử. Bởi vì uy tín của Hồ Chí Minh lúc đó lên rất là cao. Và miền Nam biết là nếu mà tổ chức tổng tuyển cử là sẽ thua. Bởi vì là 80% là người ta ủng hộ cho cách mạng, cho ông Hồ Chí Minh. Cho nên là miền Nam làm như vậy. Thưa quý vị, một cái sự thật ai cũng thấy, một cái uy tín như vậy đó mà cả triệu người miền Bắc lại bỏ chạy vào Nam. Bỏ vào Nam để sinh sống ha. Và thưa quý vị, khi mình nói đấy là bị ngăn chặn, chứ nếu mà không ngăn chặn nhiều khi cả nửa nước cả miền Bắc người ta bảo vậy. Rồi khi nói về Tổng thống Ngô Đình Diệm là xấu xa, là đi theo đế quốc Mỹ để mà phá hoại đời sống nhân dân miền Nam, thì thưa quý vị, từ năm 1954 đến năm 1963 có 9 năm thôi mà Tổng thống Ngô Đình Diệm đã lo được cho đời sống của người dân miền Bắc vào định cư miền Nam, một đời sống yên bình, một đời sống xã hội phát triển. Yeah. Và cái điều đó bây giờ những nhân chứng vẫn còn sống đó. Và từ năm 1954 đến năm 1975 là có 21 năm thôi. Đó. Mà miền Nam Việt Nam lúc đó đang thời kỳ chiến tranh, bị sự phá đám của đám thổ phỉ là Mặt trận Giải phóng miền Nam, bị miền Cộng sản Bắc Việt là suối trẻ ăn cướp gà. Đó. Thì phá đám. Thế mà đời sống ở miền Nam, người dân Việt Nam vẫn được cơm nọ. Và kinh tế lúc đó quý vị thấy là miền Nam Việt Nam đó, nếu so với Thái Lan, so với Singapore, so với Mã Lai Á và so với cả với Nam Hàn thì những nước đó đều thua miền Nam Việt Nam. Mà cho đến bây giờ 40 năm giải phóng thống nhất đất nước mà bây giờ Việt Nam lẹt đẹt thua cả Campuchia. Cứ đừng có nói gì là Nam Hàn. Trước đây thưa quý vị thì họ chỉ nói một chiều thôi, họ nói cho được, nói lấy có, nói tuyên truyền thôi, nhưng mà càng ngày thì người dân trong nước cũng như ngoài nước người ta càng được có cái gì ta nhìn rõ hơn và người ta có thời gian để nhìn lại cái lịch sử và người ta phân tích một cách rõ ràng hơn và người ta biết đâu là sự thật. Chính các bạn trẻ miền Bắc đấy nha. Trở lại cái chuyện mà 30 tháng 4. Đối với người Cộng sản Việt Nam, cái chiến thắng này là chiến thắng của Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải của dân tộc Việt Nam. Thì cái chuyện mà quý vị ở trong nước quý vị ăn mừng là chuyện của quý vị. Không ai nói cả, bởi vì chiến thắng thì được quyền ăn mừng. Giống như chúng ta xem phim Cường Sơn Thảo Khấu mà sau khi đánh được một mẻ lớn thì về tổ chức tiệc ăn mừng là chuyện bình thường. Sao không mừng được? Tự nhiên từ cái thằng khổ rách áo ôm, nghèo đói, vô chiếm miền Nam một cái, là nhà cao, cửa rộng, có động đài đạp, rồi chở biết bao nhiêu là của cải vật chất từ miền Nam ra miền Bắc để mà nuôi miền Bắc. Rồi đó, rồi mới lùa cả người miền Bắc từ miền Nam, vào trong Nam để khai thác cạn kiệt
miền Nam, và cho đến bây giờ 40 năm thống nhất đất nước vẫn ngồi trên Nam, đầu trên cổ người ta, và đất nước vẫn còn nghèo. Thì cái chuyện quý vị mừng là cái chuyện của quý vị, còn người ta ở ngoài này người ta tổ chức là cái quyền của người ta. Nước mất nhà tan, hỏi anh đi, bây giờ tan hết. Cha nè, anh nè bị tù tội nè, bị chết ở trong tù nè, bao nhiêu người vượt biên vượt biển bị chết dưới biển nè, nhà cửa bị mất nè. Anh nhớ cái đợt đến tư sản, biết có nhiều người phải tự tử nữa đó. Rồi sau đó là ngăn sông cấm chợ, làm cho nghĩa là đất nước tan hoang và người ta phải bỏ nước ra đi. Và những người nào mà đã ở trong các trại tù cải tạo đó, gọi là trại cải tạo, phải biết rồi, đã có những ban đêm đó khi nghe kêu tên người nào đó đi là biết rồi, là người đó bị thủ tiêu. Những cái việc như vậy thì báo tư nó phải đen, nó báo người ta ăn mừng. Nó có thấy người ta có điên không? Cho nên cái chuyện của mình mừng là chuyện của mình, còn cái chuyện của người ta thì những cái lập luận mà nó gian trá, nó côn đồ, xin lỗi quý vị, nó lưu manh như vậy đó, thì đừng có nói tới cái chuyện hòa hợp hòa giải dân tộc. Cái chuyện đó nó mơ hồ lắm. Xin mời anh. Dạ vâng, báo Công an Nhân dân có một bài cũng liên quan tới cái sự kiện 30 tháng 4. Nhan đề của bài báo là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, một chân lý lịch sử. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nói chung, của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử nói riêng, không chỉ là thắng lợi về quân sự, đó là thắng lợi tổng hợp của nhiều mặt trận chính trị, ngoại giao, pháp lý. Xin lỗi anh, lần sau anh có nói cái bài này, anh nói tôi mang theo một cái phèn la, anh nói xong tôi gõ phèn, nó giống như xương đông mãi vỏ ra cho nó có bài bản. Thế nhưng trong không gian ảo, vì những lý do khác nhau, một số kẻ đã trắng trợn xuyên tạc phủ nhận thắng lợi vĩ đại này của dân tộc ta. Có kẻ xuyên tạc rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là nồi da nấu thịt, là cuộc chiến tranh ủy nhiệm, ý muốn nói là đây là cuộc chiến tranh của cộng sản quốc tế ủy nhiệm cho cộng sản Việt Nam phải chiếm được miền Nam Việt Nam để mở rộng cái bờ cõi của cộng sản. Miền Bắc xâm lược miền Nam, cái này thì đúng quá chứ quá còn gì nữa. Gần đây có kẻ liều lĩnh cho rằng 70 năm qua kể từ khi nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra đời đến nay, trong đó có cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là thời gian bị đánh mất trong lịch sử. Không biết cái thằng nào mà nó khốn lắm mà nói câu đó ở trên không gian ảo. Khung thời gian của lịch sử Việt Nam trong thế kỷ 20 theo tác giả bài báo liều lĩnh xuyên tạc nêu trên chỉ gồm 4 tháng tồn tại của chính phủ Trần Trọng Kim, tiếp đến là thời gian tồn tại của chính quyền Sài Gòn. Không thể phủ nhận được thực tế, ông này ngang ngược viết, mặc dù đây là một chính quyền thân Mỹ, nhưng nó đảm bảo những yếu tố cơ bản của một nhà nước Cộng hòa. Ở một khía cạnh nào đó có thể xem nền Cộng hòa ở miền Nam là sự kế tục nền Cộng hòa của Thủ tướng Trần Trọng Kim. Thì cái nó đúng quá, mà với cái văn phong này đó, chúng tôi nghĩ là người miền Bắc viết chứ không phải người miền Nam viết. Thưa quý vị, 21 năm so với 40 năm thống nhất đất nước, và chính bây giờ người Cộng sản vẫn còn thừa hưởng những cái tài sản của miền Nam Việt Nam, rõ ràng nhất là về văn hóa. Bây giờ quý vị, bây giờ tổ chức một chương trình văn nghệ mà hát Lá Đỏ nè, rồi là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây nè, rồi là Cô Gái Vót Chông. Như các Bác Hồ cho người ma nó mua vé à. Bây giờ vẫn phải hát những cái bài của trước năm 75 của miền Nam. Thì thế cái hay là những cái sáng tác sau này thì quý vị thấy như là Sao Em Nhắn Lầm Mấy Anh, Thân Con Gái Kiếp Con Trai, văn hóa Xã Hội Chủ Nghĩa nó như vậy. Tức là những người cộng sản là người rất là vô ơn. Chúng tôi xin tạm ngưng phần 1 của chương trình, khi trở lại phần 2 chúng tôi sẽ có thêm những bài báo khác từ chuyện với quý vị về ngày 30 tháng 4. Còn thiếu một món ăn rất là quan trọng. À, con nhớ rồi. Phải món này không mẹ? Đúng rồi, con rất là giỏi. Nước mắm nhĩ hiệu Red Bot, một món ăn không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt Nam. Chỉ có nước mắm hiệu Red Bot, chiếc thuyền màu đỏ, là nước mắm nguyên chất Phú Quốc, ai dùng cũng khen ngon nhờ chất lượng đậm ngọt 100% thiên nhiên, lưu truyền hàng trăm năm, đặc chế nguyên chất cá cơm với muối biển thiên nhiên, có thể dùng để thực hiện mọi thức ăn dân tộc như kho cá, kho thịt, làm bò lúc lắc, và nhất là ăn sống thật là tuyệt vời. Quý vị khi mua sản phẩm luôn nhớ, nước mắm nhĩ hiệu Red Bot luôn luôn có hình chiếc thuyền buồm màu đỏ. Xin kính chào quý vị, tôi bác sĩ Thomas Trọng Võ, đại diện cho công ty TNN America Group.
xin giới thiệu với vị một số sản phẩm mà trong thời gian vừa qua công ty chúng tôi rất là hot với vị. Cái nhất là sản phẩm mà quý vị cũng biết, bổ tim. Bổ tim này nó giúp cho kết quả một cách rất là nhanh với vị, mà chính tôi cũng không ngờ nữa. Những người tình trạng loạn nhịp, tình trạng coi như là hơi thở mà nó yếu, hay là nó lẹ yếu, và ngay cả những người mà nhịp tim nó thấp nữa, nó cũng làm cho đưa lên, hay là nhịp cao quá nó làm cho hạ xuống, thì đau bên ngực trái, nhói bên ngực trái, hay là nằm nghiêng bên trái ngủ không được, hay là tất cả những cái gì mà về tim, quý vị uống sản phẩm bổ tim chúng tôi trong chai đầu tiên thôi quý vị, là quý vị thấy kết quả ít nhất từ 5-60% kết quả khá hơn liền. Cái đó là sản phẩm mà bổ tim quý vị. Và để tôi nói thêm một sản phẩm là quý vị cũng biết, là linh chi trùng thảo, phối hợp giữa cái nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. Quý vị cũng biết linh chi có một sản phẩm riêng, đông trùng hạ thảo một sản phẩm riêng. Vì thế cho nên hai cái đó phối hợp lại trên thị trường quý vị ít nhất cũng phải là cái trăm, hơn 100 quý vị. Chúng tôi phối hợp lại hai cái lại thành một, vì cái điều kiện chúng tôi có, chúng tôi mua một cái giá 38% discount, những phần discount nhường cho quý vị. Vì thế cái giá tượng trưng cho tất cả mọi người đều có khả năng dùng được nó được hết. Nó có tác dụng, nó làm chống mệt mỏi, chống stress, dễ ngủ, và nó làm cho chúng ta tăng hệ thống miễn nhiễm, chậm quá trình lão hóa. Nói chung linh chi và đông trùng hạ thảo phối hợp lại kết quả rất là tuyệt vời, mà giá cả nó cũng, quý vị cũng biết đó, giá cả rất là nhẹ nhàng cho tất cả mọi người có khả năng dùng. Và một sản phẩm nữa quý vị cũng biết, bổ khí huyết. Quý vị biết tại sao cái nhiều người thường nói tôi bị bệnh tim, hỏi sao biết, tôi mệt quá, nhịp tim đập lẹ quá. Tại sao nhịp tim đập lẹ quý vị? Vì thế là khi thiếu máu, máu nó pump lên tim, một phút nào đó cái tim không đủ máu pump lên thì nó phải bóp lẹ hơn, nên chúng ta hơi thở hơi lẹ, và nó làm chúng ta khó ngủ, nhức đầu, say sẩm, chóng mặt, kinh nguyệt hơi rối loạn nữa quý vị. Vì thế cho nên những ai mà hay say sẩm, chóng mặt, nhức đầu, ngủ không được, ăn không được, chúng vị nên dùng cái bộ khí huyết. Nó sẽ giúp chúng ta khí huyết nó quân bình lại, kinh nguyệt nó đều, và tất cả mọi cái nó sẽ bình thường. Chúng tôi còn rất nhiều sản phẩm lắm quý vị, còn những là tiểu đường, cao máu, trĩ, hay là bổ thận được nhiều lắm. Quý vị có thắc mắc gì, quý vị cứ liên lạc với chúng tôi ở số điện thoại 1-888-811-1133, số 1-888-811-1133. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị lại kỳ tới. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trở lại cái chuyện 30 tháng 4 thì cũng cái bài báo của VOV đó. VOV đó, thì ngoài cái bài đó ra thì dưới người ta có những cái bài khác, những cái link đó là Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đại khái như vậy, nhưng mà có những cái bài đó rất là buồn cười, tức là gươm báo Mác Lê đã giúp sự thành công của chiến thắng của Đảng ha. Mác vẫn còn gươm báo đó nhé. Rồi là Lenin là ngọn đuốc soi đường cho nhân dân lao động trên thế giới. Thưa quý vị, đuốc soi đường biết sao mà nó nắm cổ nó lôi. Lôi gãy cổ, lôi xuống anh hả? Mà chính cái dân rồi đó, nè. Cái dân Nga đó, dân nó lôi Ukraine xuống, đó, nó lôi xuống, nó lôi không xuống. Cần phải Việt Nam nữa. Thưa quý vị, tới bây giờ 40 năm rồi, và cái bây giờ cái phương tiện thông tin nó phổ cập lắm ha. Internet rồi người ta xem rất là nhiều, ai cũng biết cả, mà bây giờ vẫn còn nói cái luận điệu nó là một cách trơ trẽn như vậy. Rồi nhân cái chuyện mà miền Bắc Việt Nam thì chúng tôi mới biết, anh nhớ là sau năm 75 đó ha. Thì khi mà những người mà đi vô giải phóng miền Nam đó, đi giải phóng người ta, mà vô rồi thì cứ đi là lúc đó là cái bộ đội cứ đi xin nón cối thường xuyên, bởi vì mất nón nhiều quá. Lý do là biết sao? Tại vì khi mà cứ vô cái nhà lầu cứ ướt như thế là đó là rơi mất nón. Nghĩa là nhìn ngơ ngẩn mà rơi mất cái nón mà không biết. Thế là cứ về cứ xin nón hoài. Thì sao nó mới biết là tại vì cứ thấy nhà lầu cứ nhìn là rớt mất nón cối. Mà hồi đó chắc các bác sĩ quân y của quân đội nhân dân anh hùng ta chắc cũng phải tốn nhiều công sức để chữa cái bệnh đau cổ cho các đồng chí rồi. Có một anh bộ đội vô cũng đi giải phóng miền Nam đó nha. Vô anh giải phóng được một cái chiếc xe đạp. Một cái đồng hồ. Ôi. Một cái đài, đài đó, đó. Và phía trên chiếc xe đạp đó là phải cắm một bó hoa ni lông. Cho nó đầy đủ. Thế nên đạp đi là rất là ngang hoặc là ngang ngang. Chiến lợi phẩm. Đi thế là gặp phải một cái bà cụ. Bà cụ bảo
bà Vấn Hằng Nhung, Ban Trầu là anh biết là người gốc miền Bắc rồi. Thì là anh sắc láo lắm. Bà già kia. Thế người ta đi xe đạp thế này mà không tránh ra. Đúng rồi. Đứng dưới đường thế kia. Đúng vậy bây giờ. Thì bà cụ thì bà cũng quay và nói, ông ạ, tôi tránh ông hồi năm 54 cơ. Mà tôi tránh không khỏi chứ không phải là tôi không muốn tránh ông ạ. Chạy tiêu ông qua trong dạ, cao rồi ạ. Tôi tránh hồi 54 mà tôi tránh không khỏi chứ không phải là không muốn tránh đâu nhá. Mời anh. Bài VN Express có một bài tương đối là dài. Với cái phần tiêu đề là Nguyên Đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh nói là đừng độc quyền yêu nước. Tại vì lúc này trên VN Express á, thì nếu mà quý vị để ý, nếu mà quý vị đọc báo thường xuyên, quý vị sẽ thấy là người ta không dùng những cái chữ như là ngụy quân, ngụy quyền như ngày xưa nữa. Dạ. Vậy, công bình nói có điều đó có. Cũng rất ít khi dùng cái chiến thắng. Mình biết đâu mà biết, các báo khác thì dùng nhiều. Nhưng mà riêng cái báo đài VN Express thì hình như là ít dùng đến, nếu mà dùng một cách rất là hạn chế. Xin lỗi anh, trong cái bài báo của VOV đó, khi ta nói về Tổng thống Ngô Đình Diệm thì ta cũng gọi lịch sử là ông Ngô Đình Diệm. Chúng tôi cũng công nhận điều đó. Chứ không có sự thay đổi. Chứ không phải sức láo như ngày xưa là tên này tên kia. Thay thằng này thằng kia, phải không ạ? Thì lâu lâu thì văn hóa nó cũng phải nâng cao tí chứ anh. Thì cái bài báo này tương đối là, cái bài báo này nó tương đối nói về vấn đề hòa hợp hòa giải. Đây. Thì chúng tôi chỉ có trích một cái đoạn ngắn như thế này của ông Nguyễn Khắc Huỳnh nói như thế này. Hòa hợp dân tộc là vấn đề tâm thức không thể áp đặt được. Muốn hòa hợp phải chân thành, đừng bám lấy chuyện cũ. Đúng. Dám vượt qua chuyện cũ để chung sống. Nguyên Đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh chia sẻ nhân 40 năm ngày thống nhất. Thì bây giờ gọi là ngày thống nhất nha. Một đoạn sau thì cũng nói như thế này. Không nên coi những người có ý kiến trái chiều là chống đối, mà cần đồng thuận với họ để có ý kiến phản biện. Cần hết sức khiêm nhường, đừng độc quyền yêu nước. Độc quyền đã phải, xem những ai không đồng tình với mình là không yêu nước. Đấy, nói cho rõ ràng như vậy. Ông bây giờ càng ngày những người lớn tuổi và đặc biệt là những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và những người ta có trí thức, người ta nhìn rõ rất là rõ vấn đề, thưa quý vị. Người ta thấy những cái sai lầm họ, chính bản thân của họ đã bị lừa dối, hoặc là họ đã được mắc phải trong thời gian qua. Họ lên tiếng và những cái tiếng nói vào cuối đời như thế này, nó đáng cho xứng đáng cho nhiều người phải lắng nghe. Cần phải khẳng định rằng tất cả người Việt ở nước ngoài đều là một bộ phận của dân tộc. Vì vậy không chia ra Việt kiều yêu nước. Nói vậy thì bộ phận còn lại là không yêu nước hay sao? Ông nói rất là đúng, thưa quý vị. Chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị, cho nên là chúng tôi cũng công bằng nhá. Cái bài nào hay chúng tôi đọc rõ ràng rồi nhá. Cái bài về VOV đó nói về cái chuyện là quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa là công cụ bạo lực đó. Mà thưa quý vị, nếu mà so với công an đó, công an của Cộng sản Việt Nam bây giờ quý vị thấy tháng nào cũng có người bị công an đánh chết. Thế thì cảnh sát quốc gia Việt Nam ngày xưa nó bạo lực mà sao không thấy ai chết? Mà sao mà bây giờ thống nhất đất nước, hòa bình, độc lập, tự do mà cứ tháng nào cũng có người bị công an đánh chết là sao? Thì tôi nghĩ là cái đó là do cái sự lãnh đạo tài tình của đảng. Bởi vì tình hình Việt Nam nó rất là ổn định. Thưa quý vị, ở Mỹ đó, một người da đen bị cảnh sát bắt và trong khi chở đi như vậy trên xe đó bị thương và sau đó qua đời trong bệnh viện. Bây giờ 6 cảnh sát bị kỷ luật và người dân bị đưa ra tòa. Xin lỗi quý vị, đưa ra tòa xử luôn. Rồi người dân ở Baltimore người ta biểu tình phản đối, người ta bày tỏ cái thái độ của người ta rất là rõ ràng, rất là, và có thể xảy ra những cái tình hình bất ổn nữa. Đó thì chứng tỏ là Mỹ nó dở, chứ cái tình hình Việt Nam rất là ổn định. Tháng nào cũng có người bị công an đánh chết mà chả có biểu tình, chả có đưa ra tòa xét xử gì cả. Chính là đây là cái sự lãnh đạo rất là tài tình. Nói không có thì cũng có, nhưng mà rồi đưa ra tòa xét xử thì cuối cùng là gia đình cũng phản đối và mọi người đều phản đối, và chủ tịch nước phải yêu cầu phải xử lại. Tại vì dân phản đối quá, thưa quý vị. Và đấy là chỉ một trong những cái một trong vài vụ rất là lẻ tẻ cá thể thôi, chứ không có phải là, nói chung chung là như vậy. Nhưng mà anh nói tới công an thì tôi có một bài báo mới về công an này. Bài báo này mới, và đây là bài báo tôi mới lấy xuống của năm 2015 nha, chứ không phải là tôi lấy cái tài liệu của năm 1975, rất là mới, thưa quý vị, của ngày hôm nay. Báo với cái nhan đề là những ai không được lấy vợ chồng trong ngành công an, thì đây là cái mục mà hỏi đáp của độc giả đó. Thắc mắc đấy ha. Dạ vâng, trong cái báo là Đời Sống Pháp Luật đó, thì có người hỏi như thế này, cho em hỏi, em chuẩn bị lấy chồng là công an. Trong gia đình nhà em có người sắp sang làm việc tại Nhật Bản. Vậy cho em hỏi, trong trường hợp này thì có ảnh hưởng đến việc kết hôn của em không? Tức là người này sắp lấy chồng công an.
Và bây giờ không biết là bây giờ có người nhà xong đi Nhật làm việc vân vân thì có ảnh hưởng đến việc kết hôn với có phải không, không? Đất nước mình 40 năm thống nhất độc lập tự thì do tôi đọc cái câu hỏi này thực sự tôi rất là ngạc nhiên tại sao giờ này mà vẫn còn có cái những chuyện kỳ cục, có những thắc mắc kỳ cục như thế này. 40 năm trước người ta lo kẻ thù địch bên trong bên ngoài, thế lực hải ngoại, thế lực bên trong rồi phản động rồi thế này kia, bây giờ là mình là bè bạn khắp năm châu rồi mà công an là công an nhân dân, công an nhân dân mình là có cái thế đứng vững vàng rồi, cả thế giới phải tôn trọng phải coi trọng mình rồi. Rõ ràng như vậy nể luôn cho mình đi đâu mình có ăn xin nó có từ chối, nó từ chối một cái lịch sự thôi. Nhưng mà tôi không ngờ là 40 năm sau vẫn còn có những câu hỏi như thế này. Thì đọc hết các phần trả lời thì nó hơi dài, phần đầu thì người ta nói về vấn đề luật chung, về vấn đề hôn nhân, đề nghị đồng chí chốt lại cái vấn đề chốt lại thì ok, thì vẫn cuối cùng á cái vấn đề chính như thế này, cuối cùng người ta mới kết đi đến qua thời gian tìm hiểu và quyết định đi đến hôn nhân thì bản thân phải tự viết đơn đó lên công an ấy, xin xây dựng gia đình như trình tự trên. Wow. Cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải động viên người bạn đời của mình kê khai lý lịch cho thật đầy đủ. Trong lý lịch phải khai tất cả ba đời, quá trình hoạt động của ba đời trước và sau năm 1975. Vợ lấy chồng nha. Có ai theo chế độ cũ không? À? Có thân nhân xuất cảnh không? À? Có theo tôn giáo nào không? Thế đấy, đấy, đấy quý vị, đó ngày hôm nay đó. Chứ không phải nhìn thế thì là hòa hợp hòa dân tộc ở đâu mà có thân nhân xuất cảnh không, không xuất cảnh là lấy tiền đâu nó gửi về mà tiền đã gửi về mười mấy tỷ đó để mà làm đám cưới đó tiền gửi về mười mấy tỷ đó nha mà vẫn còn đi vòng vòng đi những cái nước mà có cái bọn ma cô địa điếm đi theo kiếm bơ thừa sữa cặn của đế quốc để mà mình gửi tay mình xin tiền nó mà nó lại không cho mà nó lại nhiều khi nó còn mắng cho nữa nó viện trợ để về mình xây dựng đất nước mình là mình ăn hết đi thì cái lối mà đi vòng vòng để xin tiền như vậy đó thưa quý vị, đó người ta gọi là ăn mày thời đại. Dạ vâng, thưa quý vị, cho đến ngày hôm nay mà người ta vẫn đặt ra những cái gọi là nguyên tắc như vậy để mà người ta bảo là hòa hợp và giải hợp cho dân tộc. Dạ vâng, nhưng mà chúng tôi cũng có thắc mắc anh Hoàng Tuấn, đây có hỏi mà bây giờ thì tôi hỏi lại anh, khi mà ngài thủ tướng cho con gái lấy chồng mà ở bên lấy chồng ấy thì không biết là con gái của ngài lấy chồng ấy thủ tướng Quốc tế Dũng lấy chồng ấy thì không biết là lúc đấy cái cô ấy cô có đưa cái bản lý lịch để cho cái anh kia khai không, anh còn được khai lấy chồng lấy vợ công an mà điều tra cái thế này còn thủ tướng cho phải điều tra kỹ lắm coi thử nó ở bên Mỹ nó giàu cỡ nào mai mốt nó về Việt Nam nó có thể mua được bao nhiêu cái công ty thì cái đó cũng là một hình thức điều tra đó nè. Ba đời dạ. Ba đời trước và sau năm 75 và rõ ba đời chứ không phải một đời nhá dạ. Có làm gì có hợp tác với chế độ chức chính quyền cũ không, rồi có cái gì có thân nhân xuất cảnh hay không mà theo tôn giáo nào, mà theo tôn giáo nào nữa, mình tự do mà, mình tự do báo chí tôi xin lỗi tự do tôn giáo mà tại sao lại hỏi như vậy. Thưa quý vị, đó là một cái câu trả lời cho thấy rằng là cái thực chất của cái chế độ cộng sản nó như thế nào, không phải hòa giải thực tế đó là như thế nào, hòa giải dân tộc. Cho nên là trước khi mà kết thúc chương trình thì chúng tôi có đề tài thì nó còn nhiều lắm, thì chúng tôi chỉ qua những cái công việc mà những cái bài báo mà anh Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn trình bày với quý vị để thấy rằng là cái hòa giải dân tộc đó chỉ là một chiêu bài, và xin lỗi quý vị, đó là một cái lối hành xử, một cái lối cái lối mà để đi kiếm tiền thôi, mà nó rất là gian trá, nó côn đồ. Thì cũng giống như trước năm 1975 thì cái chữ hai chữ thống nhất hay chữ giải phóng nó chỉ là những cái chiêu bài để kiếm ăn mà thôi, để đi ăn cướp mà thôi. Rõ ràng mà sau ăn cướp xong thì bây giờ ăn mừng vậy thôi. Mặt trận giải phóng miền Nam thì thưa quý vị đó chỉ là một đám thổ phỉ thôi, rồi bây giờ cũng ngậm đắng nuốt cay thôi ha. Rồi có một cái người ta phê bình là báo Người Lao Động nha, treo pano hình ảnh của Bác Hồ hút thuốc lá mà quàng khăn đỏ cho thiếu nhi. Thì người ta nói cái đó là phản cảm, không được. Bác Hồ hút thuốc lá mà quàng đỏ cho thiếu nhi là không được. Rồi là in bản đồ Việt Nam mà lại không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là cái chuyện mà kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ha. Rồi còn những tấm pano áp phích này sẽ được treo cho đến hết năm 2015 khi năm du lịch quốc gia tại Thanh Hóa kết thúc. Tức là người ta nói về cái chuyện mà những cái pano rồi vận động về vấn đề du lịch đó, kêu gọi đi du lịch đó. Thì chúng tôi nghĩ cái này không nên phản đối. Sao vậy? Bởi vì đối với người cộng sản là thật, mỹ ngụy nó gian dối cho mình là mình thật. Thì Bác Hồ đó làm Bác Hồ có hút thuốc lá thì mình đưa hình thuốc lá chứ, đúng là phải đưa cái hình cả bác dẫn cả bác gái và các cháu ra nữa mới đúng, đúng không? Thì Bác Hồ có bác gái có con nữa đó, thì phải mang ra nó mới đúng, đưa như vậy là thiếu, có điếu thuốc rồi cái gì mà phải la, lịch sử vẫn chưa được gọi là tái phục là một cách đầy đủ phải không? Còn cái vụ mà
Bản đồ Việt Nam không có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Cái chuyện bên Hoàng Sa thì Trung Cộng nó lấy rồi, năm 74 Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu rồi. Rồi còn Trường Sa thì bây giờ nó cũng gặm từ từ rồi. Thì đó là sự thật. Thì trước sau gì nó cũng lấy. Thì thôi người ta vẽ bản đồ. Nếu mà vẽ nó có bản đồ mai mốt là mấy con phải xóa. Phải vẽ lại, in lại. Lại đó. Cho nên rất là trung thực. Không có gì, đừng có phản đối nha. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Đoan Trang và Nguyễn Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là đôi điều tản mạn. Và thưa anh Nguyễn Khôi, tôi có được nghe chính anh nói là chính anh là người nhận điện thoại và chính anh là người kể với tôi là có một số quý khán thính giả, người ta bảo người ta không phải ở địa phương này mà là ở các tiểu bang xa đó. Họ coi được đôi điều tản mạn trên YouTube và buồn cười lắm thưa quý vị. Họ bảo là ông xã tôi á thì thích coi đọc báo vẹp. Còn tôi, tức là bà xã, tóm lại là ông xã thì thích coi đọc báo vẹp. Còn bà xã thì lại thích coi đôi điều tản mạn. Mà tôi phải cảm ơn quý bà xã, các quý bà xã, là bởi vì các quý bà xã đã ủng hộ cho tôi. Bởi đôi điều tản mạn có tôi mà phải ủng hộ cho tôi. Mà không những ủng hộ cho tôi bằng tinh thần mà quý bà xã còn tốn tiền nữa. Tại vì coi đôi điều tản mạn xong thì lại mua món này món kia của đài Quê Hương bán ra. Thành ra tôi rất là cảm động khi tôi nghe những cái điều đó. Một lần nữa cảm ơn quý bà xã. Nhưng mà nếu mà cô Đoan Trang nghe hết câu chuyện thì cô sẽ thấy là nó còn thú vị hơn nữa. Ở cái chỗ là ông xã cũng ngồi nghe hết cái chương trình đó, mặc dù ông trước đây chỉ coi đọc báo vẹn thôi. Nhưng mà sau đó thì vẫn chiều ý bà xã ngồi nghe. Và cái quan trọng nhất là sau khi bà xã nghe xong chương trình á, bà xã nhờ ông xã order thì ông xã rất là vui vẻ để làm cái việc order đó. Tại vì mấy bà cũng hơi ngại ngại đó, nói chuyện rồi nhiều khi gọi số này số kia mà ở xa đó thì mấy bà không nhanh gọi điện thoại bấm bằng các ông, thì các ông làm cái công việc đó và như vậy rất thì, là vui, rất là thú vị. Như vậy thì tôi lại phải nhiệt liệt cảm ơn quý ông xã. Nhưng mà nói tới đó thì thưa quý vị, chúng tôi lại nghĩ thêm một cái ý tưởng nữa. Đó là hình như không phải chỉ có một ngày Mother's Day ở trong năm. Mà hình như là ngày nào cũng là ngày Mother's Day cả. Tại vì lý nếu mà bà xã đã muốn thì chắc chắn là ông xã phải làm theo. Dù ngày đó không phải là ngày, dù ngay cả cái ngày đó là ngày Father's Day đi chăng nữa thì ông xã cũng vẫn phải có nhiệm vụ làm theo cho đúng ý. Wow, đúng là các quý ông xã tuyệt vời. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang ở trong cái thời điểm mùa, của cái mùa Mother's Day. Ở Mỹ nó là mùa ha? Dạ vâng. Thì sau cái dịp mà Mother's Day sẽ đến Father's Day thôi, cũng là cái mùa thì nói chung là như vậy. Mùa Nhưng mà trước khi bước vào Mother's Day, Father's Day thì xin phép cô Đoan Trang cho Nguyễn Khôi thông báo một cái tin. Đối với những quý vị nào đang nghe chúng tôi nói nhiều về chương trình truyền hình, chương trình đúng là một cái bộ DVD mà chúng tôi thực hiện kỷ niệm 20 năm Quê Hương hoạt động, Quê Hương Media, vừa radio vừa TV và đặc biệt là 5 năm của truyền hình Quê Hương. Tiếng hát truyền hình Quê Hương 2015 thì bộ DVD đó chúng tôi đã phát hành rồi và đã tặng không cho quý vị rồi. Mấy ngàn bộ DVD khác nhau rồi, và đặc biệt là quý đồng hương ở San Jose cứ trực tiếp đến đài nhận rất là nhiều. Quý vị ở xa, quý vị gửi, như chúng tôi đã thông báo là quý vị gửi 6 đồng tiền tem mà cô Đoan Trang chúng tôi đã gửi đến tận nhà quý vị, rất đông quý vị đã nhận được cái bộ DVD đó. Bây giờ thỉnh thoảng cũng có những người, đặc biệt là ở San Jose, vẫn đến xin, vẫn đến xin. Dạ, mà rất tiếc là chúng tôi không còn để có thể gửi tặng quý vị được nữa, hết rồi. Và quý vị nói hết thì bây giờ sao tôi có thể tôi xem được cái bộ đó. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta đang ở trong cái thời buổi gọi là tin học hiện đại mà, cho nên không sao cả. Nếu mà toàn quý vị, cầu quý vị không xem được, quý vị không có cái bộ DVD đó, đặc biệt là quý vị ở những quý vị ở Việt Nam hay là quý vị ở những nơi các tiểu bang hay là các quốc gia khác ở xa đó, thì quý vị có thể vào YouTube. Nguyễn Khôi đã post cái DVD này chia làm hai phần, tức là trọn vẹn hết, dạ vâng, part 1, part 2, phần 1, phần 2 trên đó. Thì cũng giống như thường lệ thôi, quý vị vào cái channel trên YouTube là Quê Hương Media, thì quý vị sẽ xem được cái hai phần DVD 1 và 2. Thì chương trình này Nguyễn Khôi thấy là không phải mình tự mèo khen mèo dài đuôi, và cũng là Trang nói là sự mắc cỡ, nhưng mà chúng tôi nhận được rất nhiều những cái lời khen ngợi khen ngợi từ những người đã coi qua. Và đó là những người, cũng là những người
chuyên môn trong giới nghệ sĩ âm nhạc, dạ, vâng, họ dạ. cho biết cái nhận xét như vậy. Hy vọng là quý vị sẽ xem thật đông và hy vọng là quý vị có những giây phút thoải mái với cái chương trình Tiếng Hát Truyền Hình Quê Hương 2015 hiện nay đang có trên YouTube. Dạ vâng. Những người nào chưa có dịp coi thì nhớ coi nhé. Chương trình dài tới 4 tiếng. Là 4 tiếng. Dạ vâng. Và đặc biệt là không có quảng cáo đâu. Không quảng cáo. Chúng tôi không bỏ quảng cáo vào đó. Dạ. Liên tục. Thành ra ai chưa coi thì cứ vào coi đi. Dạ vâng. Thì để coi cái khả năng ca hát của các ca sĩ đài Truyền Hình Quê Hương như thế nào. Và vấn đề kỹ thuật của Truyền Hình Quê Hương đến đâu. Dạ. Rồi các MC trong show đó, MC đông lắm. Tới 6 MC là. Trong đó có cô Tố Uyên đó, Victoria Tố Uyên của đài SBTN mở một cái ngoặc ở đây. Nếu những người nào chưa biết thì tôi xin thưa với quý vị, cô ấy là ái nữ của tôi. Dạ vâng, có tới 6 MC thực hiện chương trình. Yeah. Thì tương đối cũng phải nói là cũng lớn anh ạ. Yeah. Một chương trình nhạc và tới 6 MC. Đa dạng nhiều màu sắc, dạ, vâng. Từ cách chúng tôi chọn những bài hát để cho có thể nói là làm cho chương trình nó sống động và nó thay đổi. Quý vị không cảm thấy nó gọi là nhàm chán khi một xem một chương trình dài tới 4 tiếng, dạ, tiếng đồng hồ như vậy. Quý vị sai lắm, không có tin là như vậy. Không có tiếc cái thời gian mà quý vị bỏ ra để xem. Thế dù quý vị coi phần 1 là 2 tiếng rồi tắt đi, hôm sau rảnh thì coi tiếp. Ngay cả quý vị coi 1 tiếng một thôi là cũng tới mình mở lại mình coi dạ, phần vâng. sau. YouTube vẫn mà, còn lúc đó. Nào coi cũng được. Dạ, vẫn vẫn còn đó, không và có gì mất. Nếu quý vị mất. Thấy hay thì quý vị có thể gửi cái link của cái chương trình đó cho bạn bè thân hữu ở những nơi khác. Dạ. Và bạn bè của quý vị. Họ biết để họ cùng coi. Hay là quý vị dùng Facebook đó thì quý vị có thể gửi những cái link đó để giới thiệu với bạn bè trên Facebook thì nhiều người coi hơn. Càng đông nhiều người coi thì chúng tôi càng vui. Cảm thấy vui và hãnh diện. Cảm ơn quý vị. Dạ vâng. Rồi bây giờ Mother's Day của Đoàn Trang. Mother's Day, ngày hiền mẫu. Trong một lần nói chuyện với cô Đồng Thảo, cô thắc mắc, cô bảo tại sao lại phải gọi là mẹ hiền, tại sao gọi là ngày hiền mẫu, tại sao lại gọi là hiền thê. Tôi bảo thế sao, chứ bộ cô không phải là hiền mẫu à, cô không phải là hiền thê à, mà cô thắc mắc. Sau đó tôi mới giải thích với cô Đồng Thảo là với cặp mắt của tôi đó, thì bất cứ một bà mẹ nào cũng đều là các mẹ hiền hết. Theo cái quan điểm của tôi, với cái nhìn của tôi, bất cứ một người phụ nữ nào khi họ là mẹ, họ cũng đều trở thành các hiền mẫu, các từ mẫu hết. Dạ vâng. Tôi cũng nói đùa với cô Đồng Thảo trong một bản tin, tôi bảo ngay cả hồi xưa đó, ở bên Việt Nam, tôi có nghe các cụ bảo, cái bà đó bá chửi con như là hát hay. Không biết cái bà đó bá chửi làm sao mà các cụ lại ví von là chửi con như là hát hay. Thì tôi có nói cô Đồng Thảo là thôi, mình cứ nghĩ là mẹ mình chửi mình mà hay như là mẹ mình đang hát hay. Bởi vì thực sự khi mà những người con có những cái lỗi làm gì đó, phải giận dữ lắm, bực mình lắm, thì người mẹ mới lớn tiếng với con cái mình. Còn ngay cả khi người mẹ lớn tiếng với con cái mình thì họ vẫn là những người mẹ hiền. Họ chỉ muốn điều tốt cho con họ thôi, phải không? Và cái điều đó rất đúng của Đoàn Trang. Thực sự là Nguyên Khôi rất là may mắn và hạnh phúc là mẹ của mình thì rất là hiền. Chứ bây giờ trong cuộc đời mà ngày là, xưa là bà còn sống còn, là mắng con bây giờ hay là có cái gì mà đại khái là ngay cả với hàng xóm, với mọi người và dĩ nhiên với bà của chúng tôi thì bà cũng rất là hiền. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đối với một người mẹ mà được mọi người gọi là mẹ hiền đó là dù thế nào đi chăng nữa, hoàn cảnh có khó khăn như thế nào, tủi nhục như thế nào, sau năm 1975 đó, cái những cái mâm cơm vẫn phải đầy cho con mình. Làm sao cố gắng, mẹ có phải hy sinh, mẹ nhiều khi không dám ăn. Đúng rồi. Hy sinh tất cả và làm lụng rất là khổ cực để làm sao để con mình có được bữa ăn cho mỗi đứa con của mình. Và nếu mà bữa ăn mà nhìn chung quanh gia đình mà đông con chẳng hạn, như mình nhìn quanh còn thiếu một hai đứa nào đó thì chắc chắn là những đứa dù nó có hư hỏng, nó có đi chơi, nó có quên bữa ăn, nó có vui với bạn bè, nó đi chơi, nó không nhớ bữa giờ ăn, nó về đi chăng nữa cũng vẫn để dành cho con của mình. Và đó là lý do mà người ta gọi là mẹ hiền là cho đó. Hiền đấy không phải là chỉ là hiền không nói gì đâu, hiền đây là cái tấm lòng bao la của người mẹ lúc nào cũng thương yêu con cái của mình. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Anh nói đến những bữa ăn làm tôi lại nhớ đến cái thời điểm sau 75 đó anh. Kêu là cả nước khổ,
cả nước đói, gia đình đều cả nước rách, nhà nhà đói, dạ. nhà nghèo đó, khổ lắm. Dạ. Và hôm nay thì tôi tâm sự với quý vị, tôi cũng ở trong hoàn cảnh những người phụ nữ mà hồi đó rất là khổ, rất là nghèo, mất hết rồi, Việt cộng vô chúng tôi mất hết. Và cái hoàn cảnh hồi đó mà tôi nuôi con đó, nó giống y như là những cái điều mà hồi xưa trước 75 mà tôi được đọc qua sách vở, những câu chuyện, những cái bài thơ, những vần thơ, những câu chuyện nói về cái sự hy sinh của người mẹ. Đó là quý vị biết, Việt Cộng Vô nghèo đến mức độ chỉ có một cái chiếu thôi, một cái chiếu để mà nằm. Và bên đó đâu phải như ở Mỹ này có tã các thứ đủ mọi thứ. Tới khi con mình mà, xin lỗi quý vị, nó đái dầm ra. Nó đái dầm ra, cái chiếu nó ướt. Thì sao bây giờ? Quý vị biết làm sao? Người mẹ đó, tôi cũng là một trong những trường hợp đó, người mẹ đó sẽ nằm ngủ trên cái phần ướt đó đó. Và xê con mình, người Việt, người Bắc gọi là xê, xê con mình ra cái chỗ chiếu khô. Đó là cái lòng mẹ, đó là cái tình mẹ. Thành ra tôi quan niệm với cái nhìn của tôi, bất cứ một người mẹ nào cũng là mẹ hiền, bất cứ một người phụ nữ nào khi có con họ cũng đều là những bậc từ mẫu cả. Dạ vâng, và không phải chỉ là với con người không mà thôi, mình nhìn những cái hình ảnh mà cái ghi nhận được đó, với loài vật, với loài vật cũng vậy thôi, những con chim mẹ đút mớm cho chim con, rất là rồi cảm động. Các loài thú nói chung là khi mà có con, sinh ra con thì đều lo làm sao nuôi con mình và chăm sóc cho con mình và bảo vệ cho con mình nữa. Một con gà mẹ chẳng hạn như vậy mà thấy một con đại bàng, con quạ mà trên trời đó là sẽ ra hiệu cho các con của mình núp vào trong cái cánh của mình, trong cái cánh, giữa cái cánh của mình. Và đó là người mẹ, đó là người mẹ, mà đặc biệt là người mẹ Việt Nam. Tôi phải công nhận đặc biệt người phụ nữ Việt Nam, họ có một cái tình thương vô bờ đối với con và họ có một cái sự hy sinh mà không có gì có thể so sánh được dành cho những người con của họ. Hôm nay sở dĩ chúng tôi nói chút xíu về người mẹ, về ngày của mẹ, về ngày hiền mẫu là vì sẵn dịp này tôi muốn những người con ở đất Hoa Kỳ này, những người trẻ phải biết về mẹ của mình, phải biết về cái tình thương yêu và những sự hy sinh mà mẹ mình đã cả một đời dành cho mình. Đó là lý do mà hồi xưa các cụ có một câu mà tôi thấy thấm thía lắm. Một mẹ nuôi được 10 con mà 10 con không nuôi được một mẹ. Cái chuyện đó đã xảy ra ở Việt Nam và ở Mỹ cũng vậy thưa quý vị. Một mẹ nuôi được 10 con mà 10 con không nuôi được một mẹ. Đôi khi thỉnh thoảng mình đọc ở trong báo chí những cái câu chuyện, những cái chuyện ngắn người ta viết lại đó. Có thể trong đó là có những cái phần tưởng tượng của tác giả, nhưng mà mình thấy cũng có những điều nó rất thật, nó xảy ra trong thật đời sống. Tại vì mình nghe ở nơi này nơi kia chuyện đó nó xảy ra, và nhất là cái hoàn cảnh, tại vì cái hoàn cảnh thôi chứ cũng không hẳn là tại vì mấy con không có nhớ đến công ơn của cha mẹ mà không lo cho mẹ của mình lúc mẹ mình về còn già sống đâu. Hoàn cảnh là chẳng hạn như bây giờ mình ở xa là tại vì công ăn việc làm ở xứ này, lập gia đình ở xa rồi không lo được cho mẹ. Nhưng mà chúng tôi tin chắc là thế nào đi chăng nữa thì những người con vẫn người phải con thương yêu mẹ và nhớ đến mẹ. Và những người con thì sẽ làm công việc đó thôi. Những người con nào mà dù rằng vì một lý do nào đó không lo được cho mẹ như mình mong muốn thì trong lòng cũng cảm thấy rất là áy náy về cái chuyện của mình không đã làm, không quá làm tròn cái nhiệm vụ của một người con. Dạ vâng. Rồi hôm nay chúng tôi nói lan man về người mẹ, đặc biệt người mẹ Việt Nam và tình mẹ. Và để cho một điều thì lần tới Father's Day chúng tôi cũng sẽ nói về người cha. Tại vì cái chuyện đó nó hiển nhiên quá thưa quý vị. Dạ, ai cũng không phải chỉ có mẹ không, mà chúng ta có mẹ và chúng ta cũng có cha. Dạ vâng. Thì đã nói là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Rồi bây giờ chúng ta tạm gác đề tài về mẹ và cha nơi đây. Chỉ còn có một ít phút thôi. Chúng tôi qua cái tiết mục Đôi Điều Tản Mạn mà bây giờ nó trở thành là tiệm tạp hóa của Quê Hương Media đó. Thì hôm nay tôi, cá nhân tôi đặc biệt giới thiệu với quý vị một cái sản phẩm mới mà tôi nghĩ là quý bà quý cô rất là thích. Và không những quý bà quý cô mà cả quý ông cũng rất là thích. Đó là đâu có ai muốn những cái vết chân chim hoặc là những cái vết thời gian nó xuất hiện trên khuôn mặt của mình, phải không anh Nguyễn Khôi? Rồi tôi muốn giới thiệu với mọi người, các quý vị ở xa muốn mua thì đương nhiên phải gọi cho Đài Quê Hương, chúng tôi gửi hàng đến cho quý vị. Còn những người ở gần đó, trong cái dịp này có thể đến Đài Quê Hương, không cần mua nguyên một hộp, mua thử 10 miếng. Đây tôi mở cho quý vị coi cái hộp nó như thế này nha. Cái hộp này nó chứa tới 50 miếng, mỗi một miếng nó chỉ là một loại kem thôi, Nguyễn Khôi, mỗi một miếng
nó như vậy ha, một cái vị không, dạ một cái vị nó chứa nhiều cái miếng nhỏ như thế này nhá, nó giống như mấy cái kem mẫu đó. Một hộp như vậy bao nhiêu miếng cô? 50 miếng, dạ tôi có nhiều vị khác nhau, nhiều vị khác nhau nhưng mà tổng cộng nó là 50 miếng, mỗi một miếng là như thế này. Thì cái miếng này là cái tên của nó, dạ vâng, anh đọc cái tên nó là anh biết công dụng nó rồi. Instantly ageless, tức là ageless tức là mình không có tuổi tác gì nữa cả, mình trẻ lại. Trẻ lại. Instantly là ngay lập tức, trẻ lại ngay tức thời. Đó. Dạ vâng. Quý vị có biết tại sao mà họ đặt cái tên như vậy không? Hồi đầu tôi nghe, người ta giới thiệu với tôi thông tin. Tôi bảo làm gì có cái chuyện mà miracle như vậy. Rất là lạ và rất là, mình dịch sao? Huyền diệu hả? Dạ vâng, nó kỳ lạ. Kỳ lạ quá. Dạ. Nó, tôi không tin cho đến khi tôi đích thân tôi ngồi coi tại đài quê hương của tôi, người ta làm cho một cô nhân viên của tôi, thì tôi, wow, cái này thật. Bây giờ như vậy nhá, nói cho lẹ, cái tên của nó có nghĩa là sẽ trẻ mãi, không có những cái dấu vết. Trẻ ngay. Trẻ ngay, trẻ mãi. Instantly là và, ngay. Và không còn cái già nữa, cái những cái dấu hiệu của tuổi tác trên khuôn mặt của mình. Mà dấu hiệu tuổi tác là cái gì? Đó là những vết nhăn. Là những... Anh Khôi, tôi có mời anh dùng mà anh bảo, tôi là đàn ông, tôi không cần. Chứ nếu dùng á, thì hôm nay anh không còn một vết nhăn nào trên mặt. Kỳ quá một lần. Thôi để cho quý bà ha, quý bà, quý cô. Đối với mấy em trẻ thì không cần. Mấy em đã có vết nhăn đâu. Nhưng mà tôi nghĩ khoảng chừng 37, 38 trở lên á, cỡ 40 trở lên là thấp thoáng đâu đó trên khuôn mặt có những vết nhăn. Vậy thì cái này nó rất là dễ. Nó chỉ là một loại kem thôi chứ chẳng có gì hết. Và mình mở nó ra, mình xé cái này ra quý vị nhé. Xé ra, nhưng ai mà dùng ít á, thì có thể dùng một cái miếng này tới 2 ngày, 2 lần. Nó khô không? Mình dạ không, ngày hôm sau mình dùng thì anh gói kín, nó là một loại kem thôi. Còn nếu mà mình dùng nhiều, thí dụ trên trán mình cũng nhăn, thì mình bôi trên trán, rồi vết chân chim, chân vịt, chân gà gì ở đuôi mắt thì mình bôi ở đây và đừng quên cái cổ của mình. Thành ra theo tôi đó, mình đã mở ra rồi một ngày. Mình nên dùng một miếng này. Quý vị sẽ bảo, nó có đắt không mà nói quý vị nên dùng một ngày một miếng. Nếu quý vị đến đài mua, có 3 đồng bạc à? Có 3 đồng bạc. Nhất là trong ngày lễ của mẹ, những bà mẹ hãy xuất hiện với cái khuôn mặt không còn vết nhăn. Có thể là bạn bè hay con cái trở về nhà xuống mà, ủa sao hôm nay mẹ mình không có một vết nhăn nào? Thì lúc đó nhớ giới thiệu hộ tôi, gọi đến đài quê hương. Instantly. Dạ vâng. Thưa quý vị, cái cách sử dụng rất là dễ. Tôi nói sơ về cách sử dụng. Quý vị xé nó ra và quý vị lấy cái đầu ngón tay này mình chấm chấm y như bôi kem thôi. Nếu quý vị có bị cái quầng mắt á, cái bọng mắt chứ, thì mình chấm chấm nhẹ dưới cái bọng mắt. Còn quý vị không muốn những vết nhăn ở cái đuôi mắt, tức là vết chân chim, thì chấm nó vào đây. Rồi không muốn mấy cái vết nhăn trên cái trán của mình mà tôi gọi là vết thời gian, vết trí tuệ, thì sau khi chấm mình thoa lên vào đây. Thì khoảng bao lâu nó có kết quả, và kết quả nó như anh thế nào? Anh vừa nói chữ gì anh có nhớ không? Yeah. Instantly. Ngay lập tức. Wow. Quý vị có tin không? Quý vị đợi 2 phút là quý vị thấy những cái nếp, những cái vết nhăn nó từ từ nó biến mất. Da mình căng ra. Da nó căng ra và lâu nhất là 6 đến 7 phút. Nhìn vô trong gương thấy nó khác lạ. Nhưng mà có một điều tôi dặn quý vị là khi mà quý vị bắt đầu thoa đó, thì người ta hay dùng cái chữ thả lỏng lắm, để cho khuôn mặt mình nó thoải mái. Đặc biệt lúc đó đừng có mù, đừng có mù cái miệng mình, tức là đừng nói chuyện đó, giữ đừng có nói chuyện nha, chịu khó ngồi im trong vòng 2-3 phút. Đó. Lúc đó mấy ông muốn nói gì nói kệ mấy ông ấy, đừng có cãi. Các ông cho các ông được lên lớp trong vòng 2-3 phút, cứ ngồi im thoải mái nha, thoải mái. Không cười, không nói gì hết trong vòng 2-3 phút. Để làm cái gì? Để cho lúc đó đó, những cái bắp thịt của mình đó, nó trong cái tình trạng như vậy, nó thẩm thấu vô, để sau đó nó sẽ được căng ra. Còn nếu quý vị nói những bắp thịt nó mu đó, thì lúc cái hiệu quả nó không có nhiều. Và quý vị có thể mua một cái quạt này, cái người giao hàng họ tặng cho tôi cái quạt này, hình như có mấy đồng bạc hả anh Nguyên Khôi? Tôi không mua, không biết cô Lan Trang nó cũng rẻ. Nghe nói có mấy đồng bằng nhựa. Còn nhỏ đó, dạ nhỏ xíu này vào trong đó, phải không? Dạ vâng, thì mình khi mà mình bắt đầu mình thoa lên đó, trong vòng 2 phút đầu đó, quý vị cầm cái quạt này cho nó quạt nhẹ nhẹ trên mặt mình, cho nó khô, nó mà mau chắc khô. Không có quạt thì cũng đâu có sao. Không mình nên làm thì nó mau hơn, tại vì đã nói ngay lập tức là nếu không thì quý vị cô đồng thảo có
Em lấy ngay cái này em quạt cũng được, miễn là làm sao có tí gió, lấy tờ giấy cũng được, mình quạt làm sao để cho mình vừa bôi lên là trên da mặt của khuôn mặt của mình nó đón nhận được một chút gió. Vậy và thôi. Nó có cái công dụng, nó cái hiệu quả nó kéo dài bao lâu, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng? 8 tiếng, từ 8 tiếng cho đến 12 tiếng, tùy theo cái làn da. Một lần mình chỉ cần sử dụng một lần là mình có coi như là nguyên ngày, mình nếu mình làm việc đi 8 tiếng một ngày đi, là nó đủ cho một ngày làm việc rồi, phải không ạ? Dạ vâng. Tối đa là 12 tiếng, tối thiểu là 8 tiếng. Rồi có vậy thôi. Anh có thắc mắc gì, anh lại đại diện cho quý bà, quý cô và cả quý ông, anh có thắc mắc gì? Thắc mắc thì không có gì thắc mắc cả, nhưng mà bây giờ cứ về để mua đó, bây giờ mình đặt trường hợp là những quý khán thính giả mà ở San Jose này đến đài mua thì cái giá cả như thế nào và mua làm sao, mua một miếng cô có bán không hay làm sao cô đang chạy? Trời ơi, làm sao mà bà mua một miếng, quý vị xài ít nhất quý vị mua hộ tôi 10 miếng có 3 đồng một miếng. 3 đồng một miếng, 10 miếng là 3 triệu đồng. Dạ. Dạ vâng. Dạ. Mà xài, nếu mà người nào xài ít ấy, thì một cái miếng này 3 đồng xài được 2 lần. Một lần thôi thì cứ xài. Không thể bởi vậy, theo tôi thì tôi cũng xài một lần, tại vì mình còn dùng cho cái cổ của mình. Cái da mặt này nó căng, nó tươi đẹp, nhưng mà cái cổ mình mà nó không đẹp, nó không căng lên được, cái da không căng thì nhìn nó có sự tương phản. Tôi nghĩ là một lần có 3 đồng bạc xài, ok. Một cái hộp này, nếu quý vị đến đài đó, thì chúng tôi bán 140 đồng thay vì 150 đồng. Tức là 50 miếng mà mỗi miếng 3 đồng. Nếu mua một lẻ thì là 150 đồng. Đúng. Nhưng mà nguyên hộp mà mua một lúc, phải không ạ? Mua một lần, một lần thì nó là 140 đồng. 140 quý vị đồng. Bớt được, đó là kể luôn cả thuế má. Kể rồi, shipping xong hết rồi. Rồi bây giờ tôi trả lời những người ở xa. Thì quý vị cũng gọi đến đài Quê Hương, cái này là gọi trực tiếp cho đài nhé. Không gọi cho nơi nào, gọi trực tiếp cho đài. Chúng tôi gửi cho quý vị. Và thí dụ chúng tôi ra, mình sẽ cầm thử ra bưu điện gửi một lần, xem họ trạc mấy đồng tiền cước, thì mình chỉ tính họ mấy đồng tiền cước thôi. Tôi nghĩ này không cái bao giờ tiền cước được. Cái giá cũng là 140 đồng. Thôi mình free shipping đi. Free shipping? Free shipping đi. Anh chịu trách nhiệm cái đó? Tôi chịu trách nhiệm cho. Miễn là mấy bà trẻ và đẹp là được. Anh nói vậy thì các quý bà đến đài họ bảo tại sao ở xa được free shipping. Thì họ dọn nhà ra xa đi, tôi free shipping cho họ. Cái đó công bằng, tôi cái đó thính giả của Đài Hương ở xa mà gọi về đài thì cái đó mình phải cảm ơn người ta chứ. Đúng rồi, họ, trong, họ mà tín nhiệm mình. Mother's Day một năm có lần thôi mà cô Đơn Trang. Họ tín nhiệm mình, họ tin tưởng mình. Rồi, đồng ý với anh. Coi như là đến đài cũng 140, mà ở xa gọi về cho chúng tôi chịu tiền cước cho quý vị. Anh Nguyễn Khôi, anh nói vậy nó công bằng, dành cho quý bà, quý cô, cũng 140. Còn quý vị đến đài mua lẻ thì dĩ nhiên tôi chỉ bán từ 10 miếng trở lên. Dạ, 10 miếng thôi. 10 miếng thì có 3 đồng một miếng, 30 đồng. Rồi, nếu quý vị bảo để mua thử về coi xem có đúng như lời tôi giới, bà Đoàn Trà giới thiệu hay không, thì quý vị cứ việc mua thử. Đây là cái sản phẩm mới mà thực sự tôi rất là happy, rất là hài lòng. Tại vì mình thấy trước mắt, các nhân viên của đài họ sử dụng, và mình thấy trước mắt rồi. Rồi và bây nó giờ, thực tế phải không ạ? Nó thực tế. Dạ vâng. Mà khi mình không còn trẻ nữa thì mình cần những thứ này. Không, anh Khôi, lạ lắm. Hồi đầu khi tôi nghe người ta giới thiệu á, tôi không tin. Bán tin bán nghi. Không tin. Tại tôi bảo tại sao có loại kem nào mà bôi lên mà có 2-3 phút nó có thể làm biến những cái vết nhăn của mình. Nhưng mà bây giờ tôi có trong tay và tôi giới thiệu với quý vị. Rồi, ngoại trừ cái sản phẩm mới này thì như thường lệ, đại quý hương chúng tôi giới thiệu thì chắc giờ đều có hết. Vẫn có hết, vẫn có hết, đặc biệt trong ngày lễ dành cho mẹ. Mời anh Nguyễn Khôi với cái loại bóp này. Wow, cái loại bóp mới này chúng tôi bán rất là chạy. Lý do là vì nó rẻ mà xuất xứ từ Đại Hàn và nó đẹp nữa, thưa quý vị. Đẹp nó sang, giá nó là rẻ nữa, thưa quý vị. Anh có biết loại này giá bao nhiêu không? Loại này theo chúng tôi nhớ thì là 150 đồng. 170 đồng. Anh bán để tôi lộ. Dạ vâng, 170 đồng. Tăng bắt mình có nhớ nhiều thứ. Tại vì cái này nó lớn hơn cái loại 150 đồng một chút. Dạ vâng. Có hai loại, một cái loại 150 đồng một set. Nhỏ hơn tí xíu. Và cái set nào cũng vậy, thưa quý vị, nó có 3 miếng khác nhau. Và rất là tiện lợi, tại vì thường thường chúng ta sử dụng những cái bóp này vào cho những hoàn cảnh khác nhau. Quý vị đi chơi xa hay đi có công việc thì thường chúng ta cầm lấy theo cái lớn này, cái giỏ lớn này. Còn nếu mà chúng ta chỉ đi tương đối là gần thôi và chúng ta muốn hơi điệu một chút xíu đeo ở trên vai thì thưa quý vị đây, cái giỏ này để cho quý vị đeo, còn cái này để cho sách, cái giỏ sách, giỏ đeo. Còn cái bóp cái nhỏ bóp này thì cầm ở trên tay, đôi khi mình chỉ đi chạy ra chợ mua chạy tí gì đó hay là mình đi công việc có một chút xíu Dạ. Và nhất là đôi khi mình cũng không muốn lình kình nữa thì mình cầm cái này cho gọn.
thì trong trong đó là có cái credit card là đủ rồi, phải không? Có bằng lái là đủ rồi, rất là nhanh chóng. Và có một cái ngăn rất là cẩn thận cho quý vị bỏ tiền vô, kéo cái phải không thưa? Một bộ như vậy, ba miếng như vậy mà chỉ có 150 đồng hoặc 170 đồng tùy theo quý vị chọn cái design. Ừ. Nó hơi khác nhau một chút xíu, nhưng mà quý vị có nhiều màu sắc khác nhau để quý vị lựa. Nguyên Khôi thấy là hồi đầu á, chúng tôi thấy cô Lan Trang mới đưa những cái mặt hàng này về, thì Nguyên Khôi nhìn, Nguyên Khôi nghĩ trong đầu thôi là chắc cái màu đen sẽ bán được nhiều nhất. À, và cái màu kia chắc cũng hơi khó bán, tại vì anh nghĩ nó thông dụng, tại vì cái màu đen này nó dễ mặc, ai mặc quần áo như thế nào mình cầm cái giỏ màu đen mình thấy nó cũng hợp hết. Nhưng mà rồi khi mà trong thực tế thì cũng không hẳn là như vậy, màu đen bán nhiều nhất nhưng mà những cái khác cũng bán được rất là nhiều, tại mấy màu kia cũng đẹp lắm, tại vì nhiều người nó thích cái màu kia, dạ, nó lạ beige, nó mới, rồi màu xanh nước biển cũng đẹp nhiều lắm. Khi mình cũng có một cái, nhiều khi mình không có tâm lý ở cái chỗ mình cứ nói là cái màu này dành cho những người lớn tuổi, thì mấy bà đâu có chịu mua màu này nữa. Tôi mua cái màu này tức là ông Nguyên Khôi bảo tôi lớn tuổi à, và không, mấy bà cũng nói cho vui vậy thôi. Nhưng mà nói chung là quý vị, một số màu mà quý vị đều thích những cái màu khác nhau đó, dạ, quý vị có thể chọn những cái màu khác nhau đó. Xin nhắc lại một bộ của nó tới ba cái bóp là mà có 170 đồng thôi, còn cái loại mà nó nhỏ hơn chút xíu thì có 150 đồng thôi. Sẵn đây tôi cũng nhắc lại cái giỏ hồi xưa mình hay giới thiệu là 240 đồng đó. Thời gian này cũng nhiều người trở lại mua cái đó, tại vì họ bảo họ muốn một cái giỏ thật là lớn hơn. Thật là lớn. Có những người như vậy. Và bảo những cái loại bóp này tôi có rồi, bây giờ tôi muốn mua cái loại hồi xưa đại giới thiệu là 240 đồng. Vâng, chúng tôi cũng đang có loại đó ngay tại đài luôn, tại trong cái dịp lễ của mẹ đó, ngày hiền mẫu, tôi đã order một số màu khác nhau. Khác nhau. Thành ra quý vị có thể đến đài coi. Và tức là bây giờ mình có 3 loại phải không ạ? 3 loại khác nhau. Và một loại 150 đồng, một loại 170 đồng. Và một cái loại là những cái set. Và một cái giỏ sách 240 đồng. 240 đồng với nhiều màu khác nhau. Rồi. Kem thì vẫn là CC Kem thì cream, vẫn Dr. là Cost vậy. Nó nhiều không, rồi. Không có gì giờ thay đổi. Nói lại. Dạ, vâng. Vẫn là CC Cream, Dr. Cost. Gối thì vẫn là Canuda, đúng và không? Và hair serum 21 ngày kỳ diệu thì cũng đã nói nhiều rồi. Cũng chắc không có gì thay đổi. Không có thì giờ để nói thêm một ngày chỉ nhắc nữa với quý vị là đều là những cái món hàng rất tốt để chúng và đang quý vị có tại thể, đài. Đang dạ có tại đài và quý vị có thể mua để làm quà tặng cho mẹ trong cái dịp Mother's Day này. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị. Chắc là mình cũng chào tạm biệt nhau nơi đây. Một lần nữa Nguyên Khôi xin được chúc tất cả các bà mẹ có một ngày Mother's Day thật là hạnh phúc bên người thân yêu. Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị. Và không quên nhắc quý vị hai số điện thoại của Đài Quê Hương để quý vị ở xa gọi về order hàng quý vị nhé. 408-645-5575 và 408-645-5580. Còn số phone của anh thì sao? Dạ vâng, số cell của chúng tôi là 408-859-2416, 408-859-2416. Với số này quý vị có thể gọi điện thoại hoặc là quý vị cứ để lại text message, chúng tôi rất vui để được lắng nghe hoặc là được nhận được những cái text message của quý vị. Còn là địa chỉ email của đài qhradio@aol.com. Chào tạm biệt quý vị, không quên cảm ơn quý vị rất là nhiều, bởi vì càng ngày thì chúng tôi ở Đài Quê Hương càng nhận được nhiều cú phone của các quý khán thính giả ở địa phương đó vậy, mà còn ở xa nữa, gọi về thăm hỏi đài và đặc biệt giúp đỡ một chút tài chính cho chúng tôi bằng cách mua các sản phẩm mà Quê Hương Media đang có. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.